Có thể là lần sau là mình sẽ đi, từ mình sẽ đi tắm rồi. Mình còn 500 đồng này. Đi tắm ngày mưa này. Thử thách nước nóng. Sao sao bảo là có thử thách nước nóng ở đây? Để tăng cái lòng dũng cảm à? À tăng charm nhé. Suave cái gì? Alright. Đây là lên rank số 3 này. Cái này là đồng thời nó sẽ tăng gớt à? Lòng can đảm à? Bởi vì ông chơi ông vẫn nước nóng dã man luôn. Get the vapor. Oh, pyjama này. Oh, douche coat. Cat night, douche coat. Có rất là nhiều cái áo cũ này. Chắc là mình phải đi bán bớt đi. 20% người ta tin tưởng. Người ta đồng ý là công lý của bọn Phantom Thief này là hợp lý á. Nếu hôm nay trời mưa ở đâu? Hôm nay trời nắng á. Fortune teller is Shizuku. I know what you're talking about. Chúng là bây giờ chúng ta có cái fortune teller là cái cô cô thầy bói ở chỗ Shizuku. Bây giờ mình có thể mình đi qua thăm cô ấy. Lại gặp thằng này, à, lại gặp cô này, Makoto. I've been thinking a lot about personas and palaces since yesterday. That floating bank really reflects Kaneshiro's personality. He's flying around so no one can trace his steps. He doesn't trust anyone. Trust anyone? I bet security's tight in there too. That's why we should get moving soon. Why don't we go to Planet today? Let me think about it. Chị bình tĩnh để em quyết định. I'm sure you have your reasons as the leader. I'll leave my schedule open after school, so talk to me anytime. Okay. Chị sẽ dành thời gian sau chưa buổi học. Em cứ thoải mái mà gặp chị. Afternoon này xong. Lại chat. Have you scared me show up at the house? So do you think we safe from yep. The largest little picture, a bad news for. Coming to the planet. Con này nó sốt ruột là muốn đi luôn này. Thì mình sẽ đi say later này. Nói chung là mình vẫn muốn là đi ra cái chỗ chỗ Memento là cái ngày mà ngày mưa ấy, để mình xem nó có cái hiệu ứng gì không. Tại vì là con mèo kia nó bảo là ngày mưa là nó có cái ảnh hưởng đến cái ông già gì. Chỗ này là cái gì nhỉ? Velvet Room, Big Bang Burger. Ok, có vẻ như hôm nay là cái ngày là tương đối hợp lý để chúng ta đi ra cái chỗ Palette đấy. Mình sẽ đi Palette một tí nữa. Shibuya này. Chúng ta đi ra chỗ này, chúng ta tụ tập. Hoặc là hẹn chị này luôn. Come to the palace. Yeah, yeah. Let's meet up. Tạm thời là vẫn đứng ở chỗ này để họp. What the deal? Curious, huh? Well, I've come up with a super cool idea. Lady An will surely swoon for me if I... Sorry for the wait. Con mèo. So, what's up, Morgana? Suppose you will soar. From what? Well, it's something I've been giving a lot of thought lately. Now that we've all gained some experience in battle, I think it'd be good for us to work on our finishers. Work on our finishers? Our finishers? Cái này yếu tố mới này. Yeah, I guess if we're going to keep fighting, we ought to do it with style. Right, right.
So I came up with just the idea. It's maybe my best one yet. And we can definitely pull it off if you play a part in it, Ladyon. Me? Well, okay. What do you need me to do? Now that's our Ladyon. Quick on the uptake. What I had in mind was... And that should do the trick. Really? So is that a no? Well, it's not that I don't want to. It's more like, isn't your idea sorta impossible? Even in the metaverse? Chạy vào bọn anh quen nói gì? Cái ngôi sao. What was that? The Star Joe. Sup? Nên là nó lại chuyển lại cái cảnh cũ của bản thường. I never imagined that I would end up helping the Phantom Thieves. Chị không nghĩ là cuối cùng chị lại đi giúp cái bọn Phantom Thief. Things would get interesting if my sister ever found out. There's no time to be getting sentimental here. Yes, I understand. I do have one request about all of this, though. Can you teach me how to be a Phantom Thief? Like about metaverse. Like, about the metaverse, for example? Simply put, that world is formed of a person's cognition. There, you can change people's hearts. Yeah, I've gathered that much just from going there once. But the method of transportation still eludes me. I mean, it's a smartphone navigation app. Có lẽ nó vẫn chưa có cái app này. You only need a name, a location, and a distortion. After the first entry, the palace is booked. You really just make it sound like an ordinary app. Are there any dangers associated? Aren't there any dangers associated with it? Don't worry about that. We've already been a bunch of times and... That's not what I mean. It's a navigation app, right? Couldn't someone easily access our history on the server? Đây là cái ứng dụng mà tìm đường. Nếu mà có ai đó có thể dễ dàng truy cập được vào cái lịch sử của chúng ta ở trên cái máy chủ ấy. Wait, bọn này bây giờ nó mới nghĩ về cái vụ. Why are you looking at me like that? Has nobody thought of this before? Kiểu là trước giờ có thì cứ dùng thì trái cái suy nghĩ. Now she's catching me off guard too. And we don't know where it came from, right? It showed up on my phone without any input from me. Do you know anything about it? There no need to worry. Có nghĩa là cái ông ấy cho mình cái ứng dụng. Cái ông ego. I don't fully understand, but I don't think we have to worry about people accessing our data. From what I can tell, this app is incredibly special. It wasn't made by any ordinary means. True. An app that allows you to enter another world isn't exactly commonplace. Well, Sis doesn't know who the Phantom Thieves are, so I suppose our information is safe for now. We're still learning things ourselves. I hope your sharp wit can help us with that. Chúng em hy vọng là cái sự suy nghĩ đầu óc của chị sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Thank you. I'll do my best. I do my best. More importantly, đây là ảnh cái bọn này. Đứng. Him from releasing those photos. If the public gets a hold of them, I could only imagine. Nhìn ảnh này, cái thằng kia nó ôm như kiểu là gái phục vụ rượu cho nó. Nhìn trông rất là kinh. Come on, just gotta take care of him before the time limit. We'll bounce back from this. Plus, people will really start admiring us if we can manage to take this bastard down. Yeah, this is the perfect opportunity. We have to succeed no matter what. All right. Cái deadline của nó là bao nhiêu? Mùng 9 tháng 7. Ok, mình sẽ phải bắt đầu cái ngày đầu tiên luôn. Ngày hôm nay chúng ta không có việc nhiều việc để làm nên chúng ta sẽ thử. So what am I gonna be called? You all were using code names, weren't you? You're quite perceptive. This time's a hard nhìn cái mặc đồ đéo ấy. Maybe something like shoulder pads. Shoulder pads? Why in the world did you focus on that? Nhìn cái đệm vai nào có gai. I refuse to be called that. What about Ryder? Ryder. Sounds too much like a smuggler. Next. Next. Fixer? Fixer. I'm not a mastermind though. Next. Won't you give me something better to work with? She reminds me of an empress.
Empress, nữ hoàng. Con này thì cô sẽ là Queen. Wow, I totally see it. It fits so well that I'm at a loss for words here. Nghe nó hợp lý mà không có gì để nói. Queen. It has a nice ring to it. I like it. I like. Let's go with that. Now then, could you explain to me the strategy for this mission? Strategy. Chiến thuật là cái gì? Vào và đập thôi. You don't have one? Wait. The Phantom Thieves were acting without any plans? Đừng bảo là chúng mày không có kế hoạch rồi. We pretty much look around the area. I provide the navigation when needed. And then if we run into shadows, we beat the shit out of them. Very well then. Tao sẽ đánh từng đấy. I feel like I'll be useful for sure. Seems my role is to be the brain of this team. I'll analyze Mona's information and give out orders. Any objections? None, Queen. I bet Skull's definitely the type that'll be under a girl's thumb. Mona, will you begin navigating us? Yes, Queen. Him too, it seems. Nhìn hai thằng ngu trong team này là bị gái điều khiển. Indeed. You can take advantage of his negligence. Đây là persona này. Không biết là mình có nên đổi không? Thằng này lại được ghi một chỗ. Để mình đổi con nào mà yếu yếu lên này. Fusion. Rồi chúng ta có thể boost con Regen này lên. Anzu, Kepler, Sissa, Matado này, có hai con rồi. Legion. Excessive power only leads to destruction. Sudama. Mình vứt mấy con mới cũ đi nhỉ. They will be reborn anew. Đi ra cái con này, Double Fang Fourth Ring. It appears it will become something protective. Finished for now. Cảm thấy cái thằng nhân vật chính của mình là nó không nhiều phép đa dạng lắm. The inmate needs our guidance. Chosen by Rizal này. 20 level 20 là búp của con Nue này. Là Matado với cả Regen. Là con người kiểu con người tuyết này. Là búp với con này là ra con này. Sudama là hai con này. Con Suki này là chắc chắn là mình sẽ không vứt đi. Để vứt đi cái con nào yếu yếu mà. Con này con đánh lửa chính của mình này. Đánh phép chính của mình. Phép lửa. Do you really need this? Mẹ, hai con yếu búp với nhau. Ra con này. Thực ra con này cũng không tệ là nếu mà là new ấy. Thì mình sẽ búp đại con này đi. Con này sẽ là cái gì? Búp defense này. Debuff defense cho con địch này. Con mới này nó sẽ là mở thêm một cái con khác nữa. Nói chung là để mà siêu tầm hết được cái clip là persona này sẽ rất là mất thời gian đấy. Để ngồi nghiên cứu ấy. Họ đánh rất là nhiều ấy. Nó mở ra cái con Fuki này. Là như con đầu gấu lần trước mình đánh nhau ấy. Anzu. Thì nó sẽ ra con này. Cần level 25 này, con quẩy Herophon. Done already. What? Tạm thời là mình sẽ có mấy con. Con Corrigan này vẫn còn, Herophon. Orobat. It is time, inmate. Cảm thấy mình vẫn thiếu một cái con mà đánh gió nhỉ. Chúng mà chúng ta sẽ phải ngồi chúng ta xem cái này là con Silky này. Này có đánh trưởng Psionic này. Đánh trưởng băng này. Bọn con này đánh băng à? Sakimitama này. Đánh nhiều trưởng nó trùng nhau. Mình còn đánh trưởng đánh gió ấy.
Cái này mua trả phí cả tiền mẹ cha. Cái nhân vật Makoto này tất nhiên là đánh cận chiến, chơi đánh kiểu là kung phu ấy. Mua cái này để xem con này nó có vũ khí nào mới. Mythical Scar Cat Knight Collar vòng cổ. An là Succubus Pajama kháng với cả phép. Yusuke lại có cái thể là mặc áo to hơn này. Ogath Dress Reduce Physical Damage. Then Outfit. Con Makoto này có Evade Damage. Agi tượng bàng. Chung là bây giờ là nó rất là tốt rồi. Ryuji có thể mặc được cái nào ấy. Bây giờ mình có cái Ogath Dress này. Có rất là nhiều luôn này. Cho mèo cộng này, này. Ring of Vanity. Yusuke là có cái Garu. Để cho mình sẽ buff cho cái nhân vật này là đánh Back Rock. Ring of Blood. Morgana An là có Ring of Vanity. Chắc là mình sẽ sử dụng team cả team trường học anh nhỉ. Cho con này vào đây. Ta sẽ đuổi thằng này ra này. Morgana tạm thời là chưa cần lắm. Đi vào đây. Cửa chính nó đóng luôn này. Now you save. Joker. Để accept for new infiltration point. Cửa nó đóng rồi, chúng ta phải tìm đường khác chúng ta đi vào. Đó là cái chỗ bên này này. Chỗ có con lợn này. This play card is suspicious. Nó sẽ ra là cái phòng cái cửa phụ của cái khu này. Này là cái sảnh bên hông của bên cái ui. Mình là có băng này, có lửa này, có sét và có gió rồi. Focus. Chó này. Trông kinh. A shadow in the shape of a dog. It seems I don't like the looks of this. Chó đeo mặt nạ. You mean because you're a cat? Hell no. I mean it might be able to sniff out intruders or hunt us down super fast. But if it does end up making trouble for us, that could actually work out in our favor. We'll have a chance to finally show off our surprise finisher. Đây là nó có cái yếu tố mới là surprise finisher. Ở đây. Sorry to butt in. We've been spotted. Đây là chắc chắn là cái bản Royal là cái yếu tố mới mà. Chó ba đầu ấy, ui dồi ôi. Double Fang, ui dồi cắn ấy. Not bad. But love always burns the brightest when facing down an opponent like this. Pither, I think the moment's finally arrived. It's showtime. Huh? You wanna do that right now? Jeez, fine. Here we go. Fired up. How to show time and attack where two members work together. Đây là cái yếu tố mới là có cái combo hình như là hai nhân vật đánh với nhau. At the start of party member turn, be you at this time and we not consume HP or FP. Tặng hoa. Trường ghét. Ui sống nhá. Ui dồi. Này giống kiểu mấy cái bản ở trong cái Persona 4 Golden ấy.
trên Ninh Diêm với con này. Starship thing. Mona and Panther can pull. Would that be sick? What about this? Hey, fuck, you wanna try come up with one of the badass move? Nói chung là vì cái yếu tố ngôi sao này là nó tăng cái tính sáng tạo cho bọn này ra. Nói chung là đây là một cái cơ chế để nó bịa ra cái việc nhồi thêm yếu tố để cho cái trò bản Royal. Nên là cái cách nó giải thích thì nó cũng hơi vô lý cái gì ấy. Nên là chả quan trọng là when you button part 2 khi Akira to another member in pinch. It can also happen when enemy is near defeated. Showtime and combination. Showtime we only active for Soan and Morgan. Có nghĩa hiện tại chỉ có mỗi hai đứa này này. Nhưng mà chúng ta sẽ có được nhiều cái ấy khi mà cái story progressed become available. Even if the other party have been preserved, you can even. Có nghĩa là kể cả là cái party, cái thành viên kia đứng ở nhóm đằng sau hỗ trợ thì là nhiều khi nó vẫn là trigger rồi ta. Đây là một cái sự thay đổi rất là lớn ở trong cái combat của trò này. Đây là tầng 2 này. Come on, man. Tiền. Chúng ta đóng cửa thôi. Sao mở này? Focus. Đi vào đây. Show me your true form. Giật mũ ấy. Đây này, con này là Orobat luôn này. Bọn này yếu với gì nhỉ? Bọn này nó khả năng nó yếu với cả sẽ có con người này đấy. Chết rồi, mình nhầm rồi, mình không đổi. Con này nhị yếu với băng rồi thôi. Con này yếu với băng thật. Sexy technique. Đập chưa phát. Úi xô. Con mèo bị đốt rồi. Ủa yếu quá, súng yếu quá. Ui giời đầm. Bây giờ mình chơi mình phải đổi lại team, không ổn này. Okay, we're done. Nãy mình ấy team khác mà. I have something. Mình sẽ lấy thằng này. What is the map? It looks like. Okay, có Morgana ra ngoài. Thằng này không biết mình có nên đổi An ra không? Thôi thôi thôi, cho Ryuji này nghỉ đi. Này nó sẽ hồi máu cho cả team này. Bây giờ cái chỗ này là quay lại quầy thôi. Oh, a treasure chest. Đây này. Dương. Portable battery. Cái này nó nhiều cái đồ mới nhỉ. Shock boost. Ok, chúng ta sẽ đi
Hả? Joker. Reception room. Và lùa đấy. Đây mấy con mèo feline. Gọi điều với lửa thôi. Someone finish it. It's time. Not this. Chép. Panther, this is all for you. Đây là kích hoạt Showtime mà ngon không? A gift as beautiful as you. Gorgeous. I won't let it go to waste. Súng bắn như gì? Rồi bạn. Hey, con em muốn theo phe mình hả người? Yes, yeah. Và được là ngon quá, đỡ phải phục. Necromata, con này con mèo này. You've got a new mask, Joker. 500 tiền. Con A này nó bị nó đấm kinh quá nhỉ. Mấy đứa nào là cầm cái hồi máu ấy. I can feel it. Mình chơi con A này. An Takamaki. Rồi con này cầm cái gì? Cầm cái hồi máu nhỉ. Có cái cây gì mà hồi máu nhỉ? Morgana rồi. Atom Ring. Có cái gì mà nó bút hồi máu ấy nhỉ? Mất tệ em ấy. Hay là nhân vật bị chính cầm nhỉ? Ok, sao mình không để vậy? Không hiểu sao mình để kia đâu. Nên nó có cái thang máy đi xuống ấy. Nghe tiếng kho báu đâu nhỉ? Treasure chest spot. Brainwash vial S. Ui, có thằng kia đang đứng ngoài. Bọn này level nó cũng thấp rồi. Bắn lên trên này. Focus. Siêu đo. Mình phải cần cái thẻ để mở lại cái thang máy này. Ui. 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 Chết rồi. Chó ba đầu. Con này là nó yếu á. Con này đánh lửa thế ngay. Ui rồi. Chó này. Yếu băng. Button pad. Ô thằng như mà chỉ bị ăn đòn nữa. Dia, Dia Arama này. Hồi máu này. What's my next move? Mình chả biết là đánh gì, thôi cứ đấm đi. Tạp ạ. Ui, 1.26. Chém ạ. Ui. Không có lựa chọn nói chuyện nhỉ. Đã đốt cho cháy cả người. Ok. Cái nhân vật skill này.
Makoto bây giờ có chiêu hồi máu 2 à, level 2 à? Makoto à. Tự nhiên là đang cầm cái Freezer Ring. Tự nhiên là nó có cái gì nhỉ, hồi máu ấy. Bây giờ Makoto cầm nhiều đồ ấy. Lại con chó này. Làm chó thế. Sao cái chỗ này cầu thang đi xuống, phải đi lên đây. Vô đã. Chó này chó ba đầu luôn. Ủa à? Con này level 21 này. Có 2 pixel. Bắn nó đấy. Ui. Ui sợ nổ. Đánh con chó đấy. Ba tần phát cho con này được. Đánh ạ. Úi sợ. Con này nó sẽ xin tha mạng, nó ngon quá nhỉ. Đỡ phải lend me your power. Cái gì hết. Ôi không đủ level à. Thế nó sẽ cho mình cái muscle. Mình còn thiếu một level. You can do better than that. Đòi thêm. You can do better than that. Thôi được rồi, mình sẽ tha đi. Ai mà thích đi. Đúng rồi, mình muốn thu phục được con này, con chó đánh yếm ảo lắm. Okay. I can feel it. Này level thấp. Chúng ta sẽ giết nó nhanh này. Mấy con ruồi muỗi này. 2 pixel. Chuyển sang thằng này đi. Thằng này nó có cái AR. Con này lần trước mình có rồi, mình giết luôn cả lũ này. Nó nhanh. Vậy thằng này bị có kiếm ngon dã man. Okay. It's somewhere. Child's play. Cái lợn. Đây là cái cửa nó quay lại cái chỗ đầu lúc đầu. Cái ATM. Chỗ này là không vào đâu. Nhớ phải nhảy lên cái chỗ này này. Và cái lỗ ấy. Ủa. Có hàng luôn á. Ok, mình chỗ lùa đi. Con nó về khỏe rồi. Cô đa này luôn. Đạp, đạp đi, cho phận. Ui. Nên là việc mà chúng ta có đủ các thuộc tính này là chúng ta đánh rất là dễ rồi. Đủ hết tất cả các lửa băng hay các kiểu. Đánh bọn này rất là dễ. Level 21 rồi. Bản đồ này. À, cái này là tầng 2. Chúng ta sẽ đi xuống cái tầng hầm. Tầng cái chỗ mê nghi ở mấy cái chỗ giấu tiền này.
Okay. Banky cat. I can feel it. Chỗ này là chìa rồi nhỉ? Mở cái này. Mở cửa. Đây cũng có cái đường trèo vào thôi. Cái đường này trèo đâu? Không trèo đâu à? Cái mình phải đi lại thôi. À, nó đi vào cái thang máy nhưng mà từ từ trước trước đây mình xem. Ở dưới này có cái gì hot không? Cửa này nó cũng vào luôn này. Indeed. Bên nó có hàng gì? Team Cap. Focus. Không đánh ra nó trước à? Lại mấy con này. Còn lâu rồi. Attack up à? Tục cao bồi. Để thành nhân vật chính như bây giờ ấy. Trò chém thế chà. Úi xồm. Chém. Thằng bây giờ nó kiếm nó xịn nó chém kinh rồi đấy. Blank card. Okay. Focus. Easier than cleaning my brushes. Mua hàng. I'll reveal your true form. Nói chung là nó lại lặp đi điều lặp lại mấy con này mèo này. Orobat. Attack up kinh quá. Trò chết đi. Persona. Goemon, strike. Chết đấy. Attack up này, kinh quá nhỉ. Thành nhân thành nhân vật chính vừa đánh đam to thế nhỉ. Chết. Này nó lại khóc. Ok, về với trướng của anh đi. Thưa mình có con này rồi. Rồi để cho nó búp kinh nghiệm. Con này có đánh lửa, mình có mấy con đánh lửa rồi. Bây giờ mình cần cái con nào đánh sét đây này. Ok. Ừ, mình sẽ đi con này sao? Mình sẽ đi cái thang máy trên chứ. Ở dưới này nó có cái gì nhỉ? Như có cái phòng này mình chưa vào. Cái này cái phòng này. Chẳng có gì. What the em ấy. Mình phải đi vào cái thang máy này. I can feel it. Đi lòng vòng từ nãy rồi. Đây là cái dầm trên của thang máy này. We can get onto the elevator. Well. Let's go. Đi vào cái lỗ dưới này. Yes. Đúng như mấy bọn trộm đi vào mấy cái lỗ thông. Nhảy đây xuống ra.
Có vẻ như bọn chuột đã bắt đầu làm tổ ở khu này. Nên là thằng này nó sẽ bảo là security làm việc chăm chỉ. Safe room. Banker passment. Hiện chúng ta có cái con queen ngồi suy nghĩ. Nên mình sẽ để mình quay lại cái chỗ mà bank entrance, quay lại cái chỗ velvet room thì mình đổi lại con nào. Đang muốn đổi một số con để cho nó đi lên ấy. Không biết là có tối một lần để mình đi được hết cái dungeon này không? Nhưng mà khả năng là chúng ta sẽ mất vào đôi ba lần, đôi ba ngày. Persona feel by result. Bây giờ nó có rất là nhiều con. Ta có Isis này. Kinky. Kinky level 25 à? You can't handle this. À, buff con này. Con này về con siêu kỳ à? Con là level 20. I see. A strong persona indeed. Mantado. Mình buff con này luôn nhỉ? Sudama. Nue. Hai con này đã buff với nhau à? Magician. Looks pretty con này tough. Là con Mantado buff con kia. Ok, mình sẽ búp con này này. Ui. Bởi vì cái con này không dùng được à. Ta sẽ búp con người tuyết này xem nó đi. Con này nó thiên về đánh vật lý. Intense focus. Nói chung là con này cũng không phải là cái dòng đánh phép lắm. Ui, con này nó thừa kế được nhiều phép hết này. Xuân cu. À, cái gì này? It will receive, then let us begin. Con người tuyết này là cái dòng đánh vật lý thôi. Nên cơ trên thực tế cũng không cần thiết phải cầm hết các trưởng lắm. Đây là tình thế thì mình chơi thôi. Để cho mình kể là lúc nào mình có con mới đấy. Con này là phòng thủ khỏe này. Endurance là 22 này. Từ con này nó sẽ boost được con khác cao hơn. Nên mình phải có cái level cao hơn. Ok, được. Không tệ lắm. Thì mình sẽ quay lại game mình chơi tiếp.